Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô B-Car TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Lộ diện mẫu ô tô giá rẻ hoàn toàn mới của Toyota. Thưa quý vị, mẫu xe Glanza sau vài ngày được Toyota công bố thông tin đã bị bắt gặp ngoài đời thực. Hình ảnh cho thấy mẫu xe mới của hãng xe Nhật không khác gì chiếc Maruti Baleno. Glanza sẽ là xe thương mại đầu tiên được ra đời bởi liên minh Toyota-Suzuki. Tờ Kadiwadi nhận định là Toyota Glanza có thể sẽ giúp công ty giành được thị phần lớn hơn trong phân khúc B, nơi doanh số của mẫu Etios Liva đang dẫn đầu là sản phẩm hợp tác, cho nên là Toyota Glanza trông gần như giống hoàn toàn với mẫu Maruti Baleno. Với những thay đổi ở lưới tản nhiệt mới và logo, lưới tản nhiệt mạ chrome mang lại cho chiếc xe vẻ ngoài tinh tế hơn một chút. Phía sau có dòng chữ Glanza đặt ở bên trái. Ngay cả bộ mâm hợp kim cũng giống của Maruti Baleno phiên bản mới, dù mang phong cách truyền thống của Toyota. Nếu như bản G là bản cao cấp nhất của Maruti Baleno, thì chiếc Toyota bị bắt gặp cũng là bản cao cấp nhất, nhưng có tên là V. Các phiên bản thấp hơn cũng sẽ được Toyota cung cấp. Ngay cả nội thất nhiều khả năng sẽ không có nhiều thay đổi. Toyota dự kiến chỉ đơn giản là thay đổi chất liệu bọc nội thất hoặc trang trí màu sắc. Hệ thống thông tin giải trí sẽ có một số những thay đổi nhỏ. Tùy chọn động cơ duy nhất sẽ là loại 4 xi lanh dung tích 1,2 lít hút khí tự nhiên cho công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn 113 Nm tại 4.200 vòng 1 phút. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn hoặc tùy chọn loại tự động vô cấp CVT. Tạm biệt Mark X, sedan thể thao cuối cùng còn bám trụ của Toyota. Vâng thưa quý vị, đã hơn 50 năm trôi qua kể từ khi cái tên Mark II chính thức xuất hiện trong đội hình Toyota, nhưng không như những dòng tên già dơ khác của thương hiệu Nhật, chiếc sedan thể thao không thể tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Do thị hiếu thị trường thay đổi, Toyota sẽ buộc phải chia tay chiếc sedan thể thao dẫn động cầu sau thuần túy hiếm hoi của mình trong năm nay. Xe sẽ chính thức ngưng sản xuất vào tháng 12 tới, với phiên bản đặc biệt cuối cùng có tên là Final Edition, đánh dấu chấm hết cho câu chuyện của mình. Mark II và hiện giờ là Mark X là dòng sedan thể thao hiếm hoi trong đội hình của Toyota. Dù hiện chỉ còn bán tại Nhật, nhưng trước đó thì Mark II từng chinh chiến tại Bắc Mỹ có nhiều tên gọi khác nhau như Corona Mark II hay là Cressida và được đánh giá cực cao bởi người tiêu dùng khu vực nhờ chú trọng thuần túy vào yếu tố thể thao nhưng cũng ghi điểm nhờ độ ổn định và bền bỉ. Mark X Final Edition được Toyota ưu ái dành tặng khá nhiều trang bị mới cả trong lẫn ngoài để tách biệt với bản đang bán trên thị trường, ví dụ như là mâm hợp kim 18 inch, chấu kép, hay cản trước ở ngoại thất, hay là ghế bọc da tổng hợp 2 tông màu đen đỏ, vô lăng 4 chấu, tự tay khâu chỉ đỏ tương phản trong cabin. Sau Mark X thì Toyota cũng đang lăm le ý định khai tử dòng xe có vị trí tương tự trong đội hình Lexus là GS. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô B-Car TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.